Và thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay là những vấn đề quy định của pháp luật liên quan đến thời hiệu khởi kiện các vụ án dân sự cũng như thời hiệu giải quyết các vụ việc dân sự. Và nãy giờ thì chúng ta cũng nói đến khá là nhiều về cái chuyện là đi kiện, mà chúng ta cũng chưa có nói đến cái chuyện là giải quyết vụ việc dân sự. Thì Hoàng Nhân vừa nhận được cái thông tin, một thắc mắc của một vị khán thính giả có hỏi như thế này, nhờ chuyên gia có thể tư vấn giúp em, đó là cái thời hiệu để giải quyết vụ việc là chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn. Dạ. Đây là cái câu hỏi cũng rất hay. Và có cái lưu ý là trong bộ pháp luật hiện nay thì không có quy định nào đó là chia tài sản chung nói chung và chia tài sản chung sau ly hôn là có thời hiệu cả. Và do đó chúng ta cần phải hiểu rằng yêu cầu chia tài sản chung là không áp dụng thời hiệu. Do đó hiện nay và thực tế cũng cho thấy không bị giới hạn về thời gian, do đó bạn có thể yêu cầu chia ở bất kỳ thời điểm nào nếu bạn muốn. Dạ. Chia tài sản chung thì không có thời hiệu. Dạ. Trong đó có tài sản chung sau khi ly hôn cũng không có thời hiệu. Dạ. Vậy là vừa ly hôn xong một năm mình 5 năm sau theo tôi vẫn yêu cầu chia. 10 năm vẫn không được. Không vấn đề gì cả. Bởi vì nó là tài sản chung. Dạ. Tôi với Hoàng Nhân có một tài sản chung. Tôi muốn chia lúc nào thì tùy của chúng tôi. Cho nên là 5 năm sau, 10 năm sau chúng tôi yêu cầu chia cũng không vấn đề gì cả. Dạ. Đó là những vấn đề rất là chi tiết thưa quý vị và cụ thể cho từng trường hợp. Nếu mà quý vị có gặp phải cái hoàn cảnh hay là cái trường hợp của mình như thế nào thì quý vị nhớ nhé, gọi về số 0826 365 365 và 0827 365 365. Và thưa quý vị, ngay lúc này cũng thông qua tổng đài mà Hoàng Nhân vừa chia sẻ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối cùng với một vị khán thính giả là chú Minh, 62 tuổi ở Bình Phước ạ. Dạ alo, Hoàng Nhân cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại xin được gửi lời chào chú Minh ạ. Tôi cũng xin chào MC và chào luật sư. Dạ, thưa chú Minh, trường hợp của chú là như thế nào? Nhờ chú có thể nói rõ để chuyên gia tư vấn giúp ạ. Bây giờ tôi nói rõ cụ thể nha. Thì cách đây 3 tháng thì tôi có mua một cái, tôi thì ở trên Bình Phước. Dạ. Còn cái cô mà chủ đất thì lại người ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà cô có một cái miếng đất ở như khu dân Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, thì có làm hợp đồng tay là bán cho lại cho gia đình tôi là cọc 50 triệu. Thì hẹn đến ngày ra công chứng là ngày 14 cách đây 3 tháng, nhưng mà cái bữa đó là vô chủ nhật và cơ quan nhà nước không có làm. Thì hai gia đình mới hẹn đến ngày 15 ra công chứng là thứ hai á. Thì gia đình tôi đem tiền xuống để chồng tiền để ra công chứng, thì cô bên mua, à bên bán á, người ta cái thủ tục công chứng là còn thiếu một cái giấy là tình trạng bất động sản, cho nên là người ta từ thành phố Hồ Chí Minh người ta không lo kịp, nên người ta bỏ ta về, người ta không có công chứng sang đất cho tôi nữa. Mà bây giờ cái tiền 50 triệu tôi đặt cọc thì cô cũng không có trả. Dạ. Thì bây giờ thì xin hỏi luật sư, thì gia đình tôi muốn lấy lại cái tiền cọc thì cái thủ tục hành chính làm như thế nào? Rồi. Để chúng tôi có biết cách để tôi làm. Còn sau này thì cô thương lượng lại thì cô nói là bây giờ bác mà muốn mua đất là phải trồng thêm 25 triệu. Chứ tôi bảo bây giờ đặt cọc là thống nhất là cái giá là 955 triệu, mà bây giờ cô đã không bán cho tôi cái ngày ra cọc đặt cọc thì cô không bán, mà giờ tự nhiên cô lại bắt với tôi trả thêm 25 triệu thì tôi không đồng ý. Thì tôi muốn lấy lại cái tiền cọc thì cái thủ tục làm như thế nào thì rồi, tôi giúp đỡ gia đình tôi. Rồi, cảm ơn chú. Thì trong trường hợp này theo cháu được hiểu thì chú đã đặt cọc và cái người bán người ta không muốn bán nữa, và như vậy là theo bộ luật dân sự thì được hiểu rằng người bán đã từ chối, người nhận cọc đã từ chối giao kết hợp đồng, và như vậy cái người nhận cọc bị phạt cọc. Và vị phạt cọc được hiểu theo nghĩa như này: nếu không có thỏa thuận khác thì cái người nhận cọc đầu tiên phải trả lại tài sản cọc và phải chịu bồi thường một khoản tương đương. Nhưng mà hiện nay chú chỉ đòi 50 triệu thì đã có lợi cho cái người bán rồi, cho nên là chú được quyền đòi 50 triệu. Còn đòi bằng cách nào thì chú có thể là đòi trực tiếp, nếu người ta không trả thì bây giờ cái phương án nếu mà có tranh chấp thì chú buộc phải ra tòa án, để chú khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp. Và khi giải quyết tranh chấp ở tòa án thì chú phải lưu ý về vấn đề thời hiệu. Tuy nhiên thực tế hiện nay là chúng ta đang gặp một cái lung túng về thời hiệu yêu cầu đòi tài sản đặt cọc. Bộ luật dân sự thì quy định là tranh chấp về bảo vệ quyền sở hữu không áp dụng thời hiệu. Vậy tranh chấp về đòi tài sản đặt cọc có là tranh chấp về bảo vệ quyền sở hữu hay không? Thì hiện nay văn bản
chưa thực sự rõ ràng. Trước đây tòa án tối cao có ban hành một cái nghị quyết là những trường hợp không áp dụng thời hiệu thì lại không liệt kê cái trường hợp đặt cọc, cho nên một số thẩm phán cho rằng không được liệt kê trong trường hợp không áp dụng thời hiệu thì đặt cọc cũng phải áp dụng thời hiệu. Tuy nhiên cũng có rất nhiều tòa án hiện nay người ta theo hướng là gì, đòi tài sản đặt cọc thực chất là đòi tranh chấp về đòi sở hữu tài sản đặt cọc, và khi đã tranh chấp về quyền sở hữu tài sản đặt cọc thì không áp dụng thời hiệu. Cho nên trong trường hợp này phải thông báo với chú là hiện nay cái sự thực trong thực tiễn là nó chưa rõ ràng, vì vậy tốt nhất là chú nên là nhỉ khởi kiện trong cái thời hiệu 3 năm để cho nó an toàn, đỡ gây tranh chấp, đỡ gây khó khăn cho này. Thì đấy là một số cái lưu ý như cháu vừa nói với chú đi. Tốt nhất là bây giờ nếu mà chú đòi không được thì chắc chắn là thời hiệu vẫn còn đấy, thì chú khởi kiện đi để cho đỡ rắc rối sau này ạ, tránh những rủi ro có thể. Bây giờ cái thủ tục tôi không có hiểu thì bây giờ xin luật sư là bây giờ những cái mẫu đơn như thế nào tôi cũng thì cái này rất đơn giản đây, chú khởi kiện ra tòa, chú hỏi tư vấn của tòa thì tòa nó sẽ có cái mẫu đơn và chú điền các mẫu đơn ấy thì không vấn đề gì chú ạ. Nhưng mà cái thấy ra tòa thì người ta nói là xuống mấy thành phố Hồ Chí Minh để làm, nhưng mà từ bay tôi đi xa quá mấy chục cây số. Thì đúng rồi, hiện nay là nguyên tắc rồi. Nguyên tắc là kiện nơi của bị đơn, người bán ở thành phố Hồ Chí Minh thì người bán có trụ sở, có nơi cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, và nguyên tắc đó là phải đến nhà nơi của bị đơn để khởi kiện, thì cái đấy là quy định trong luật rồi chú. Dạ. Vậy thì thông qua trường hợp cụ thể của chú Minh thì quý vị cũng đã rút thêm một cái chuyện kinh nghiệm đúng không ạ? Mà thông thường thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, là đối với các hợp đồng mua bán như thế này thì trong cái chuyện mà chúng ta đặt cọc đó, thì như Phó Giáo sư Tiến sĩ lúc này cũng tư vấn là cái chuyện là nếu như mà cái thỏa thuận cọc ban đầu không đúng như dự kiến nữa, thì trong trường hợp này thì như là chú Minh, chú có quyền là theo thỏa thuận cọc là có thể là 1 đền 2 đền 3, thì trong trường hợp này chú Minh có quyền khởi kiện để yêu cầu đền số tiền đó được không ạ? Thì trong trường hợp này vừa rồi tôi có nói là nếu mà cái bên nhận cọc, tức là bên thông thường là bên bán ấy, bên bán dạ, họ từ chối giao kết, thì trong trường hợp này họ bị phạt cọc theo điều 328 hiện nay. Phạt cọc có nghĩa là gì? Là trả lại tài sản cọc và chịu một khoản tương đương, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Thì trong thực tiễn này đã có trường hợp tòa án tối cao chấp nhận là thỏa thuận gấp 10 lần vẫn được chấp nhận. Chẳng hạn chú đọc 50 triệu và chú bảo là trong trường hợp bên bán mà không bán nữa thì bên bán có thể chịu phạt 500 triệu. Thì cái thỏa thuận đấy hiện nay tòa án vẫn chấp nhận, bởi vì bộ luật dân sự cho quyền thỏa thuận khác. Dạ. Yeah. Cho nên là nếu mà thỏa thuận cao thì cái khả năng là thúc đẩy người ta giao kết hợp đồng sẽ cao hơn ạ. Dạ. Vậy thì trong trường hợp này chú Minh muốn khởi kiện cái người bán là ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chú Minh phải chịu khó lặn lội từ Bình Phước xuống thành phố Hồ Chí Minh, nơi cư ngụ của bị đơn, để có thể là thuê một luật sư. Yeah. Thì họ có thể giúp làm cái thủ tục thì đỡ phải xuống. Yeah. Ủy quyền cho một luật sư họ làm. Thông yeah. thường là như vậy. Dạ. Yeah. Cũng không sao cả. Đó là trường hợp cụ thể của chú Minh. Còn bây giờ thì Hoàng Nhân đã nhận thêm một thắc mắc của thành viên tên là Minh Cường. Thắc mắc này cũng khá nhiều là chi tiết đây ạ. Nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại có thể tư vấn giúp cho trường hợp này. Tức là gia đình nhà ngoại của em đang tranh chấp về căn nhà do ông bà ngoại để lại. Căn nhà ấy là tài sản sở hữu của 7 người đồng sở hữu và đứng tên. Do mâu thuẫn không thể tiếp tục sống cùng nhau nên quyết định là bán căn nhà để có thể chia đều ra. Nhưng mà có 2 người không đồng ý ký tên để bán. 5 người còn lại đã nộp đơn ra Tòa án Nhân dân quận nhờ can thiệp. Tòa đã thụ lý hồ sơ và gia đình cũng đã đóng án phí mỗi người là hơn 13 triệu đồng. Đơn khởi kiện nộp được hơn 6 tháng, tòa đã mời hai bên kia lên hòa giải một lần nhưng không thành công. Đến nay thì không có bất kỳ một thư mời nào nữa. Hôm trước Tết gia đình em có đến tòa hỏi thì tòa có nói là đợi qua Tết sẽ mời lên giải quyết lần hai. Nhưng sau Tết đến giờ thì tiếp tục hỏi, tòa cũng nói là 1-2 tuần nữa sẽ có thư mời, nhưng đến bây giờ vẫn không nhận được bất kỳ một cái thư nào của tòa nữa. Vậy thì cho em hỏi giúp là từ lúc tòa yêu cầu đóng án phí đến khi phải giải quyết đơn là có quy định thời hạn bao lâu hay không? Và đơn nộp thời gian tối đa bao lâu thì sẽ giải quyết xong một cái vụ án? Xin nhờ chuyên gia tư vấn giúp ạ. Thì cái này báo cáo với khán giả lại thiên về tố tụng, về cái thời gian trong tố tụng thì cái này nó lại không thuộc sự cái thời hiệu khởi kiện trong lĩnh vực dân sự. Tức là thời hiệu khởi kiện tức là người ta đến tòa, còn đây là đã ở tòa rồi, thì đấy là các quy định về trong tố tụng. Tố tụng thì thực sự cái này tôi cũng xin lỗi là tôi không chuyên về nhỉ, về các cái thời hạn cụ thể trong tố tụng, tại vì mỗi loại tranh chấp nó có cái thời hạn rất chi tiết, thì cái này tôi thực sự xin cáo lỗi là nó không thuộc cái mảng mà tôi thực sự vững, cho nên tôi không dám đưa ra một cái ý kiến cụ thể đâu. Yeah. Nhưng mà đấy, trong trường hợp này thì trong luật nó có quy định, và tôi cũng không hiểu là vì sao mà lại tòa án lại cứ nhùng nhằng mà không trả lời cho bạn. Thì có thể là theo tôi được hiểu là nếu người ta
đưa ra những cái câu trả lời không rõ ràng thì chúng ta được quyền khiếu nại tới cấp trên của cái thẩm phán đấy để sẽ có câu trả lời. Và thực tế nó thường xảy ra những trường hợp là luật nó quy định một khoảng thời gian nhưng vì lý do ABC nào đó thì thẩm phán vẫn để cho cái thời gian trôi qua, thì có thể có cái căn cứ nhưng có thể không có căn cứ. Còn nếu các bạn có thắc mắc thì bạn nên khiếu nại được cái người phụ trách cấp trên ấy, ví dụ như tranh án, để họ có câu trả lời thì nó tốt hơn. Chứ còn về cái khoảng thời gian chi tiết ấy, thì thực sự là tôi cũng không thì nhỉ, không dám nói để tránh bạn hiểu nhầm. Tức là khi mà chúng ta đã bước vào vòng tố tụng rồi thì sẽ có những cái mốc quy định thời hạn, thời gian riêng. Vậy thì chúng tôi sẽ hứa là sẽ quay trở lại với một cái chủ đề khác. Đúng rồi đó. Dạ. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến cái vấn đề là thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và thời hiệu giải quyết vụ dân sự là cho thủ tục tiền tố tụng. Đúng rồi, tức là đến tòa. Dạ. Đã đến khi nào được đến tòa được chấp nhận là xử lý để giải quyết. Còn khi đã chấp nhận để giải quyết rồi thì các thủ tục chi tiết nó lại theo cái thủ tục tố tụng. Dạ. Và bây giờ thưa quý vị, tiếp tục chương trình với tổng đài 0826 365 365 và 0827 365 365 thì Hoàng Nhân cũng đang nhận được tín hiệu kết nối cùng với một vị khán thính giả tiếp theo là cô Vân, 74 tuổi ở Yên Bái ạ. Dạ alo, Hoàng Nhân cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại xin được gửi lời chào cô Vân ạ. Vâng. Xin chào cô. Tôi xin chào chú, chào các chú, chào chương trình. Vâng. Trường hợp của cô thế nào đây ạ? Chú ơi, tôi muốn là nhờ luật sư phỏng vấn tư vấn hộ tôi là thế này. Cách đây cũng lâu rồi. Đấy, đại khái như vậy. Thì tôi có một mảnh đất, tức là tôi đi kiện là theo kiện đất đai và họ đã thua kiện và họ đã trả lại đất cho tôi. Và đến năm vừa rồi, tức là năm 2019 lại một vụ nữa và cũng theo kiện trong một năm thì họ cũng thua và họ trả lại đất cho tôi. Nhưng mà hai vụ đó không phải ra tòa, chỉ ở cấp huyện là họ đã thấy sai và họ trả lại đất cho tôi. Trong đó cộng vào là 10 năm, gần 10 năm hai vụ kiện. Thì 10 năm đó nói thật với chú là tôi là một nông dân không có lương bổng, mà bấy giờ họ chia cho mỗi một đầu nông dân là được 8 thước ruộng. Vậy thì tôi phải bán đi mất 2 suất tôi và con gái tôi để lấy chi phí ăn và đi theo kiện. Đến bây giờ thì thực sự là nó rất là quá khổ rồi. Cho nên tôi muốn tư vấn giúp tôi, thì tôi muốn họ phải bồi hoàn lại 10 năm tôi đi theo kiện và cái trách nhiệm đó họ phải chịu trách nhiệm trước dân, trước đảng và như thế nào để khỏi làm khổ thêm người khác. Đấy là ý của tôi muốn vậy. Thì tôi mong các chú là tư vấn giúp tôi phải làm như thế nào và đi từ đâu và làm từ đâu. Đó là tóm tắt nội dung là như vậy. Còn cái văn bản thắng kiện là tôi vẫn có. Kiện là kiện đấy, kiện là kiện một cá nhân cụ thể hay là kiện chính quyền ạ? Một cấp đấy, một cấp huyện từ địa chính đến có liên quan toàn cán bộ huyện. Thế là kiện là theo như nào? Tại vì là cô kiện tức là cái mảnh đất tôi tự san gạt, tức là nó cạnh cái cống Chi Phong, họ vớt bùn lên nó cao như một quả núi, khối đất nó rất nhiều, tôi san ra để trồng cấy. Khi tôi san ra nó thành một cái mặt bằng rất là đẹp. Trồng cấy xong thì bắt đầu ông huyện lấy cái mảnh đất đó cấp cho ông kỹ sư nông thủy nông, tức là cai quản cái mương á, cấp cho ông kỹ sư thủy nông để ông đó làm cái gì đại khái là nó vấn đề như vậy. Thì lấy cả đường cổng vào cái thổ bên trong này của nhà tôi. Thì tôi vì thấy họ đến họ mách là họ lấy mất cổng nhà bà và miếng đất rồi. Thế tôi bắt đầu ra kiện là từ năm 1995. Nhưng mà cô là cô kiện, cái đối tượng bị kiện là cô kiện ai? Kiện chính quyền phải không? Kiện chính quyền đúng không? Kiện chính quyền từ cấp xã đến cấp huyện. Tại sao lấy đất của tôi là người khai phá mà không thông báo cho tôi biết, và cấp cho cái ông kia có sổ đỏ cho cả thôi. Ông đó là ông Nguyễn Văn Dũng, bây giờ là trưởng phòng. Tôi là trưởng phòng hay không? Không, cô chỉ nói bây giờ là cô kiện và ngày và chính quyền đã ra cái quyết định là thừa nhận là cấp đất cho người khác là sai rồi. Chính quyền có cái văn bản nào không cô? Vâng, có 8 năm đó thanh tra phải làm việc và đã có toàn bộ một cái hồ sơ thanh tra trả lời, và ông Dũng kia đã phải hủy sổ đỏ và trả lại miếng đất đó. Sau đó họ trả lại như thế này, tức là họ đem ra thanh lý.
thì đem thanh lý mảnh đất đó thì tôi là người được được mua đầu tiên. Trong một tháng mà tôi mua không được thì sẽ bán cho ông Dũng. Đấy, thế thì là tôi mua. Thôi nhưng mà thôi cô ơi, cái tình tiết của cô nếu mà đi vào giải quyết cái chi tiết đấy thì nó sẽ mất hết thời lượng của chương trình. Bây giờ ý của cô là muốn yêu cầu cái bồi hoàn mà cô là trước đây là cô kiện chính quyền để chính quyền trả lại đất cho cô. Thì thực chất đây là quan hệ giữa cá nhân với lại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và trong trường hợp này thì thực sự là cô muốn đòi những cái thiệt hại của cô thì cô phải khởi động các quy định về luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Thì nó lại không theo cái quy định về dân sự như chúng ta đang bàn về thời hiệu. Thì trong trường hợp này thì cô chỉ lưu ý là trong luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là cô được kiện, đúng là kiện nhà nước, nhưng mà cái cơ quan mà có cấp giấy sai đấy sẽ là cái cơ quan giải quyết tranh chấp. Cô có thể yêu cầu trực tiếp để họ thương lượng với cô. Còn nếu không thương lượng được thì cô có thể kiện trực tiếp ra tòa. Thì trong trường hợp này theo luật trách nhiệm bồi thường nhà nước thì cô có 3 năm để cô khởi kiện từ khi cô có cái quyết định nói rằng cái người thi hành công vụ của cơ quan nhà nước ấy có cái hành vi sai, tức là khi có một cái quyết định khẳng định rằng cấp giấy là sai thì cô có 3 năm để cô khởi kiện. Thì khi cô khởi kiện thì trong đó là khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. Thì trong yêu cầu bồi thường thiệt hại thì cô nêu các cái chi phí mà cô đưa ra và cô chứng minh rằng những thiệt hại thực tế, thì lúc đấy là hai bên sẽ thương lượng. Nếu không thương lượng thì tòa án sẽ xem xét. Lúc này là theo cơ chế của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và thời hiệu hiện nay đó là thời hiệu 3 năm cô nhé. Dạ. Vậy thì nếu như trong trường hợp này cô Vân muốn khởi kiện cơ quan chính quyền cấp huyện thì phải kiện tòa cấp tỉnh như thế nào ạ? Kiện là kiện theo thủ tục là luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Tức là hiện nay là cấp, trong trường hợp này cô cũng biết là cái quyết định là cái người cấp giấy sai đó là ai. Yeah. Cho nên không biết là cái cấp nào sẽ là cái cấp có thẩm quyền. Giả sử cấp huyện. Giả sử là cấp huyện. Thì trong trường hợp này thì tòa án cấp huyện hoàn toàn có thể xử theo luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, chứ mà xử theo pháp luật dân sự thuần túy. Dạ, dạ, dạ. Thì trong đó thì cô sẽ đòi là cái chi phí mà cô bỏ ra trong vòng nhà 10 năm 10 cô năm. Theo kiện đấy để cô được yêu cầu bồi thường. Dạ. Yeah. Vậy thì bây giờ tóm lại là cô Vân sẽ có một cái văn bản đúng không ạ? Để thể hiện những cái vấn đề mà mình bị thiệt hại, cô cho rằng mình bị thiệt hại và chứng minh được thiệt hại đó. Dạ. Cô khởi kiện yêu cầu người ta, cô yêu cầu người ta bồi thường, thương lượng với họ. Và nếu có thể là họ bồi thường, còn không bồi thường được thì cô khởi kiện ra tòa. Dạ. Và lúc này theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Dạ. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc khác từ một vị khán thính giả điện thoại có số cuối là 3784 có hỏi như thế này. Tôi bị công ty sa thải không rõ lý do. Ngày 5 tháng 3 năm 2015, tôi đến công ty nhưng bảo vệ không cho vào. Sau đó tôi nhận được thông báo là tôi bị sa thải. Quyết định sa thải được gửi vào email ngày trước của tôi khi mà điền vào hồ sơ xin việc. Xin hỏi là hiện tại tôi có thể khởi kiện đòi lại quyền lợi hay là không? Nếu có thì xác định thời hiệu khởi kiện là khi nào? Thì đây trong quan hệ của bạn là quan hệ về lao động. Thì trong điều 202 nếu tôi không nhầm của Bộ luật Lao động thì có quy định về thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tại vì chỗ lao động là lao động tranh chấp tập thể và lao động cá nhân, thì của bạn là tranh chấp cá nhân. Và thời hiệu là thời hiệu chỉ có 1 năm thôi từ thời điểm là biết cái hành vi xâm phạm đến mình. Thì trong trường hợp này thực sự bạn đã biết từ 2015 mà bây giờ bạn mới khởi kiện thì tôi e rằng thời hiệu khởi kiện nó đã rồi nhỉ, nó đã hết. Yeah. Thì nó có 1 năm thôi, lao động nó rất chỉ là ngắn. Dạ, đó là thông tin mà chúng tôi muốn tư vấn cho quý vị khán thính giả đã gọi theo số 0826-365-365 và 0827-365-365. Bây giờ cũng thông qua tổng đài này thì chương trình đã nhận được tín hiệu tiếp nối và chúng ta sẽ kết nối cùng với một vị khán thính giả tiếp theo là chị Lý ở Đồng Nai ạ. Dạ, alo. Alo. Alo, dạ chị nghe Lý. Rõ không ạ? Dạ. Dạ. Thưa chị, vấn đề của chị ngày hôm nay là như thế nào? Nhờ chị Lý có thể nêu cụ thể để cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại nghe và tư vấn giúp chị ạ. Dạ, xin chào hai người. Tôi ở là Đỗ Thị Lý ở ấp 2, xã Thân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Là tôi, cái anh bên cạnh nhà tôi á, thì anh đầu tiên là anh ấy tâm thần, anh ấy đi lang thang cả đêm cả ngày, về là anh thấy tôi là anh cầm hai hòn đá, anh toang tôi bục vào đầu. Dạ, tức là hành hung chị đúng không ạ? Vâng. Dạ. Tôi mới lên trên công an xã thì tôi với bệnh viện thì tôi mới đi ấy chảy máu đầu thì tôi mới lên công an với bên bệnh viện thì tôi mới bảo công an là anh đánh tôi bụng đầu. Xong là vợ của anh ấy mới lên. Nên là vợ anh ấy mới nói với công an anh Mười với anh là chồng của tôi bị tâm thần đấy. Dạ. Xong tôi mới bảo là chồng của chị tâm thần thì các anh cho chồng chị đi khám bệnh viện đi, khỏi anh cứ đánh tôi này, tôi một mình tôi chắc tôi chết mất. Dạ.
Thế là cái anh Tây công an anh ấy chỉ tôi là có bà tâm thần, cái ông đông tâm thần. Ông bảo thế thì tôi vừa đánh tôi bụng đầu mà tôi lên tôi báo các anh, mà các anh lại chỉ tôi là tâm thần thì công an là cái cỡ gì mà chỉ tôi như vậy. Dạ, và thì bây giờ chị muốn khởi kiện hay thế nào ạ? Xong là tôi lại là vài tháng sau lại đánh tôi lại chạy lên, tôi lên xã thì công an xã không có, tôi chạy ra huyện Cẩm Mỹ, xong tôi chạy ra huyện Cẩm Mỹ tôi báo là anh ấy đánh tôi như vậy, thì là công an huyện Cẩm Mỹ lại gửi đơn về cho công an xã. Công an xã không giải quyết cho tôi. Thế là tôi lại mới lên hỏi xã, xã mới bảo tôi, công an xã bảo thế thì cô cứ đi kiện đi. Tôi lại lên tỉnh Đồng Nai. Lên tỉnh Đồng Nai, thế là tỉnh Đồng Nai cũng không giải quyết, lại cứ đẩy lui về cho xã Sơn Quế. Xã Sơn Quế cũng không giải quyết. Công an huyện Cẩm Mỹ cũng không giải quyết, công an tỉnh cũng không giải quyết. Giờ tôi là người dân và tôi ở một mình thế này. Mà tôi 60 tuổi rồi. Mà cứ đánh tôi như thế này tôi sợ lắm. Dạ. Lại hôm bữa cũng đi uống rượu về cũng đánh tôi, nên là tôi, anh ấy nó quen rồi, nên anh ấy bảo là ta lên công an ta lại về ta đánh cho mày chết mẹ mày đi. À, bây giờ thế chị Lý ơi, cho Hoàng Nhân hỏi như thế này, chị bình tĩnh lại. Tức là trong trường hợp này là chị cho rằng mình bị hàng xóm hành hung là tất cả bao nhiêu lần rồi ạ? Dạ, cũng 7-8 lần rồi á. Dạ, 7-8 lần. Và trong suốt 7-8 lần này thì chị cũng đã có vào viện một vài lần đúng không ạ? Vâng, tôi cũng lên trên huyện, trên xã. Dạ, vào bệnh viện ạ. Tôi đi công an đánh tôi vào ngực, đấm tôi vào ngực, tôi cũng đi kiểm tra mà không ấy gì, tôi cũng đưa rồi cho công an mà cũng dạ, không thấy giải quyết gì cho tôi. Rồi á, thắc mắc trường hợp thế của chị là của anh, cô Lý thì chúng tôi cũng đã nắm được rồi. Và bây giờ nhờ Phó sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại có thể là tư vấn giúp cái cách nào để cho cô Lý đi khởi kiện và thời kiện. Nhưng mà Hoàng Nhân hỏi bây giờ khởi kiện thì trong trường hợp này tốt nhất là khởi kiện ra tòa án. Dạ. Để yêu cầu người ta bồi thường. Thì trong trường hợp của cô là người ta xâm phạm tới sức khỏe của cô, và cô hoàn toàn được bồi thường thiệt hại vật chất cũng như tổn thất về tinh thần. Thì cái này nó rất chi tiết. Thì ví dụ là vật chất thì cô phải chứng minh là cô đã bỏ ra bao nhiêu cái chi phí để cô khôi phục cái sức khỏe của cô. Ví dụ tiền thuốc, tiền bệnh viện, thì những cái đó là cô được bồi thường. Ngoài ra thì theo Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì cô còn được bồi thường cái mức tổn thất về tinh thần là nếu không thỏa thuận được thì là tối đa là 50 tháng lương cơ sở. Thì đấy là những khoản tiền mà cô có thể được bồi thường. Và thời hiệu thì hiện nay thực sự nó hơi khó khăn, đó là trong luật đó là bảo vệ quyền nhân thân thì không áp dụng thời hiệu, nhưng lại có cái quy định trong phần bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là tranh chấp về bồi thường thiệt hại hợp đồng là 3 năm. Đó, thì đây là cái trường hợp là tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là 3 năm, cho nên tốt nhất để tránh mọi cái rủi ro về cách giải thích giữa các quy định nó hơi chồng chéo và nó chưa rõ ràng thì cô nên khởi kiện càng sớm càng tốt. Và khi cô khởi kiện thì cô sẽ được, chắc chắn trong trường hợp này tôi nghĩ cô sẽ được bồi thường thiệt hại vật chất và tổn thất tinh thần. Dạ. Nếu như cô đã nói như vậy. Và trong trường hợp này cô Lý có nói là mình bị hành hung, và nếu như xác định có tỷ lệ thương tích thì có tính hình sự không ạ? Hình sự thì cái này thực sự là cũng như Hoàng Nhân là tôi lại chuyên về mảng dân sự, cho nên hình sự tôi cũng không dám nói một cái câu để tránh cái sự hiểu nhầm. Dạ. Đấy là dân sự thì chắc chắn là đó cô. Và cô yêu cầu bồi thường thì chắc chắn. Dạ, vậy thì trong trường hợp của cô Lý, cô cũng đang bức xúc cái chuyện là mình cũng đã liên hệ đến công an cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nhưng mà vẫn chưa được giải quyết thấu đáo theo như cô Lý chia sẻ là như vậy. Thì trong trường hợp này như luật sư, như là chuyên gia của chúng ta vừa chia sẻ thì cô Lý sẽ đến trực tiếp tòa án nhân dân cấp huyện để đúng yêu rồi cầu giải quyết vụ việc đúng không ạ? Để trong trường hợp này cả hai bên đều ở cùng một địa điểm thì kiện tại cái tòa mà ở cái huyện mà cô thì nhỉ, cô sống. Và trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng cô có nói là cái ông ấy bị tâm thần. Pháp luật dân sự không quan tâm đến tâm thần hay không tâm thần, cứ gây thiệt hại là phải chịu trách nhiệm bồi thường. Đây là cái điểm khác biệt so với hình sự. Hình sự có khi là người ta tâm thần, người ta không phải tội. Nhưng mà dân sự, Bộ luật dân sự 2015, tôi là một người đây yêu cầu bỏ cái yếu tố lỗi nhận thức, và như vậy không cần quan tâm tới nhận thức của cái người đó là gì, cứ gây thiệt hại thì người đó chịu trách nhiệm bồi thường. Thì trong trường hợp này, cho dù cái người đánh cô là người bị tâm thần thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường. Dạ. Vậy thì trong trường hợp này cô Lý lưu ý là chúng ta sẽ giữ lại các cái giấy tờ liên quan để chứng minh được là cái thiệt hại của mình khi mà điều trị viện phí, và có thể yêu cầu bồi thường là cái phần tổn thất tinh thần đến 50 tháng lương tối thiểu, và yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện, hình như là huyện Cẩm Mỹ, để có thể là giải quyết cho cô. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc nữa từ một thành viên tên là Mạnh Hùng. Chuyên gia có thể tư vấn giúp cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là như thế nào đây ạ? Chứ hiểu là thủ tục. Thì thủ tục thì ra tòa. Thủ tục khởi kiện. Khởi kiện, thủ tục khởi kiện đó giờ. Thì đơn giản cũng như là tôi sẽ xử lý ở trọng tài thôi.
Nếu các bạn muốn khởi kiện thì các bạn sẽ gặp cái bộ phận thư ký. Các bạn xin tư vấn là mẫu đơn như nào, cách thức nộp những tài liệu nào thì chắc chắn người ta sẽ tư vấn. Tôi không nghĩ không vấn đề gì. Còn về thời hiệu thì như tôi nói, nó phụ thuộc vào cái loại tranh chấp. Thì cái loại tranh chấp nào thì nó có cái thời hiệu tương ứng. Chứ còn bây giờ chưa có cái nội dung chi tiết về tranh chấp thì tôi không thể nói về vấn đề thời hiệu được. Dạ. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc tiếp theo của một thành viên tên là Nguyễn Hoàng Long. Chào chuyên gia, cho em hỏi giúp là quan hệ thừa kế theo pháp luật. Thời điểm mở thừa kế là năm 2008. Đến năm 2020 thì em khởi kiện yêu cầu tòa án chia di sản thừa kế thì áp dụng thời hiệu theo bộ luật dân sự của năm 2005 hay là năm 2015 ạ? Câu hỏi rất hay. Đây cũng là một cái đóng góp của tôi cho cái trường hợp như của anh. Thực ra là trường hợp của anh nói là mở thừa kế năm 2008 thì có nghĩa là thông thường là áp dụng cái bộ luật dân sự có hiệu lực tại cái thời điểm đó là bộ luật dân sự năm 2005. Yeah. Mà năm 2005 thì thời hiệu nó chỉ có 10 năm thôi. Nhưng bộ luật dân sự 2015 đã theo hướng là đối với bất động sản là thời hiệu nó tận 30 năm cơ. Nhưng mà đấy là bộ luật dân sự 2015 lại có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Nếu mà cái mở thừa kế sau ngày 1 tháng 1 năm 2017 thì đó chắc chắn là sẽ là 30 năm. Nhưng có trường hợp của bạn là lại mở trước khi có bộ luật dân sự năm 2015. Thì trong trường hợp này tôi đã đề xuất, đã ban hành một cái án lệ. Và cái án lệ đấy đã theo hướng là gì? Đối với cái trường hợp mà thừa kế mở trước ngày 1 tháng 1 năm 2017 thì cũng áp dụng cái thời hiệu 30 năm. Và như vậy trong trường hợp của bạn là hiện nay áp dụng cái thời hiệu của bộ luật dân sự năm 2015 là thời hiệu 30 năm theo án lệ. Và trong trường hợp này thì bạn biết rằng 30 năm từ đối bất động sản từ năm 2008 thì chắc chắn bạn vẫn còn đấy nhỉ, vẫn còn thời hiệu. Yeah. Nhưng mà tốt nhất là như tôi nói là nên khởi kiện càng sớm càng tốt, để đợi 30 năm thì tự nhiên cái vấn đề chứng cứ mọi những thứ khác nó phức tạp rồi. Tôi chỉ khẳng định là hiện nay là bạn còn thời hiệu và áp dụng bộ luật dân sự năm 2015 theo cái án lệ của tòa án tối cao. Bây giờ thì Hoàng Nhân sẽ nhận thêm một cái thắc mắc nữa và xin được nêu nhanh như thế này từ một thành viên Hậu Anh. Xin hỏi rằng là bà ngoại của cháu có 3 người con bao gồm 2 trai 1 gái. Mẹ cháu đi làm ăn xa ở một thời gian, khi về quê thì hai bác đã đuổi mẹ con cháu ra ở nhà, không cho ở trong nhà nữa. 3 năm trước bà ngoại mất mà không lập di chúc để phân chia tài sản, thì xin hỏi là thủ tục phân chia di sản của bà ngoại cháu như thế nào dành cho trường hợp là hai bác trai và mẹ cháu là con gái và thời hiệu để mẹ cháu có thể yêu cầu cái vấn đề phân chia di chúc tài sản này như thế nào đây ạ? Rồi, bà ngoại mất và bà ngoại thì trong trường hợp này có 2 người con, là 2 người con trai và mẹ bạn, thì theo bộ luật dân sự khi một người để lại di sản thì người không có di chúc thì chia theo pháp luật, mà chia theo pháp luật thì có hàng thừa kế thứ nhất thì áp dụng hàng thừa kế thứ nhất, và hàng thừa kế thứ nhất gồm cha mẹ của người chết, con của người chết, chồng vợ của người chết. Thì trong trường hợp này chỉ có tên nêu là con của người chết là 2 người con trai và 1 người con gái, thì 3 người này tức là 2 bác của bạn và mẹ bạn là được hưởng thừa kế, mỗi người được hưởng thừa kế như nhau. Như vậy là mẹ bạn được quyền yêu cầu chia di sản mà bà ngoại bạn để lại. Về thời hiệu thì như tôi nói, nó tùy thuộc vào loại tài sản. Nếu là động sản thì là 10 năm từ thời điểm mở thừa kế. Còn nếu là bất động sản thì là 30 năm từ thời điểm mở thừa kế. Thì như mà bà bạn mới mất thế này thì trong trường hợp này cả động sản, bất động sản thì theo tôi thời hiệu nó vẫn còn. Và như vậy bạn có thể nói mẹ bạn khởi kiện để yêu cầu chia di sản, không có vấn đề gì cả. Dạ. Yeah. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tư vấn cuối cùng dành cho quý vị thính giả đồng hành với chúng tôi ở trên 365 FM. Chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt đến các thính giả đồng hành qua hai tần số FM 97.5 MHz và FM 92.7 MHz. Nhưng chương trình chúng ta vẫn sẽ tiếp tục trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Mời quý vị có thể theo dõi chương trình, chúng ta mở truyền hình Quốc hội Việt Nam lên xem, hoặc có thể tiếp tục theo dõi thông qua livestream của 91.com.vn hoặc là trực tuyến trên quốchoitv.vn. Đường dây nóng liên hệ vẫn là số 0826 365 365 và 0827 365 365.